Vâng xin kính chào quý vị và các bạn Hiện nay tôi đang đứng ở trước cửa một căn nhà cấp 4 Và tôi muốn chia sẻ cho quý vị để cho quý vị thấy được Một trong những cái căn nhà Có những cái tiềm năng như thế nào Thì quý vị hãy cùng quan tâm theo dõi Đây là một căn nhà cấp 4 Xây bình thường và mặt tiền của nó rộng hơn 7 mét Mặt đằng sau thì nó hơi bé nó rơi vào khoảng 5 mét Chúng tôi hôm nay gia à, chủ thì không có ở đây Cho nên là không vào được nhà Và cũng muốn chia sẻ cho quý vị là căn nhà này Người ta đang có nhu cầu muốn bán Với cái giá thành của căn nhà này Nó vào 600 triệu Và có kích thước Về cái chiều rộng là hơn 7 mét Về chiều đằng sau của nó là rộng hơn 5 mét Chiều sâu thì nó sâu vào khoảng 20 mét. À, diện tích của nó trên thổ cư là 125 mét. Và quý vị có thể thấy được rằng là trước mặt của cái nhà này thì là một con đường rất là lớn. À, đó là cái vị trí mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị là ở đây ấy, là ở trong Z131. Và khu Z131 này là một trong những cái khu rất là giàu rất là nổi tiếng rồi. Đường xá ở đây thì khá là thuận tiện, như quý vị cũng đã thấy. Ở trong này thì dân cư sống rất là đông đúc. Và chúng tôi từ cái căn nhà đó thì chúng tôi đi ra ngoài để chia sẻ cho quý vị. Ở đây là một cái ngã tư và chúng tôi sẽ rẽ cái đường này. Đối với những cái mảnh đất có những cái tiềm năng giá trị như vậy thì lại có cái giá thành rất là rẻ từ cái việc mà chúng ta đi từ cái căn nhà đó mà đi ra ngoài đến à, trung tâm của thị xã phổ yên thì nó mất khoảng độ vài phút thôi tính về cây số thì nó vào một cây rưỡi và từ nhà ra đến đây thì quý vị thấy không ạ có cả hồ này rồi thì à, đường xá thì cực kỳ thuận tiện đúng không ạ rất là rộng luôn trước mặt kia là một cái khu đó gọi là khu z chúng tôi vẫn hay thường gọi đó là z hay người ta còn gọi là cái khu này là một trong những cái khu mà uh, giàu có nhất ở trong Z là công nhân rồi thì uh, cán bộ người ta đều ở đây. Ở đây có một cái chợ gọi là chợ Xuân. Giới thiệu với quý vị thì uh, trước mặt đây là một trong những cái chợ Xuân khá là là đông đúc. Chợ Xuân này thì chủ yếu là phục vụ cho uh, cái nhu cầu của uh, cái khu phố này thôi. Đấy, công nhân viên chức ở trong nhà máy Z131 hay là các cái trường học này cũng vậy trường mầm non rồi trường cấp 1 cấp 2 đều nằm ở những cái vị trí như thế này đây là cái cổng sau của Z131 quý vị có thể thấy được rằng là trong những cái thời gian như thế này thì dân cư người ta đi lại cũng như là các công nhân người ta đi lại khá là nhiều đây là chưa phải những cái giờ tan ca và một trong những cái giờ tan ca thì ở đây khá là đông còn đông hơn thì này rất là nhiều. ở đây có quán xá rồi nhà hàng, nhà nghỉ rồi thì có cả khu vui chơi giải trí như là bể bơi, à, trường học thì quý vị cũng đã nhìn thấy ở trước mặt này, đúng không ạ? đường ở đây thì được giải nhựa và tôi mong muốn rằng là với những cái giá trị của những cái mảnh đất này để cho quý vị thấy được ở đây thuộc xã đồng tiến. Đây là cái bên này là khu gia, khu tái định cư này. Quý vị thấy không ạ? Đấy, rất là giàu, đúng không ạ? Ở đây thì nói chung là để mà chia sẻ thì khu này nó là khu nhà giàu rồi. Toàn biệt thự, biệt phủ thôi. À, công nhân, chủ yếu là công nhân ở trong Z131 cũng như là các cán bộ là ở trong Z131 ở đây. Còn một số các nơi khác về đây ở thì có những người như là Mua nhà ở đây như là những người ở làm ở trong Samsung Đối với tất cả những cái giá trị về mảnh đất Thì tôi mong muốn rằng là chia sẻ cho quý vị Từ đầu cho đến đuôi Để cho quý vị uh, tiện theo dõi Tiện xem những cái mảnh đất như thế nó có phù hợp với quý vị hay không Nó có phù hợp với cái túi tiền hay không Và các cái vị trí như vậy nó có đáng để chúng ta bỏ tiền ra mua hay không Đúng không ạ Đây là cái cổng Z Cổng này là cổng chính Đấy ở đây thì nó Z này là của quân đội thế cho nên là về cái khu vực này thì à, cũng khá là sầm uất. Con đường à, đi thẳng là con đường ra Samsung và chúng ta sẽ đi con đường chính của Z 131 này. Quý vị thấy không ạ? Toàn biệt thự, biệt phủ ở à, hai bên đường thôi. Ở đây thì quán xá cũng rất là đông. À, quý vị chỉ đi một đoạn nữa thôi là Quý vị sẽ thấy đã rất là nhiều quán xá khu vực này Từ những cái vị trí Mà chúng ta đi từ cái căn nhà đó ra ngoài này Thì à, nó rất là gần Khi mà à, Đến với các cái tiện ích Ăn chơi nhảy múa Chẳng hạn như là các cái quán ba quán bếp Thì ngay đầu này thôi Đấy. Rồi quán karaoke Nhà hàng, nhà hiếp thì nó đều nằm Ở những cái cổng khu, khu Của Z131 này trong những cái video mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị thì quý vị thấy không ạ một con đường rất là rộng rãi đây con đường ra thị xã hai con đường này đều ra được thì chúng tôi đi con đường này để ra đến cái khu phu phố của hàn quốc cũng như là ra đến cầu vượt của samsung thế cho nên là chia sẻ cho quý vị như vậy để cho quý vị lắm được là những cái giá trị về cái cung đường để đưa quý vị đi cho nó được thuận đúng không ạ? Để cho quý vị nào mà những người ở xa chúng ta muốn đi xem đất để chúng ta đầu tư ấy, thì chúng ta chưa cần phải đi xem chúng ta đã đã có thể nhận biết được rồi, đúng không ạ? Đây là trường học này. Nãy tôi đã nói rồi, ở đây thì có rất là nhiều trường học cấp 1, cấp 2 của Đồng Tiến. Ra đến đoạn nữa thì chúng ta sẽ thấy là trường À, cấp à, 3 rồi thì à, khu phố Hàn Quốc đều nằm ở khu vực này đi à, khoảng độ 50 60m nữa là chúng ta sẽ ra đến cái đường đấy gọi là đường Lý Nam Đế một trong những cái trục đường Lý Nam Đế là khu vực này là khu vực gần như là đắt nhất ra đến đầu đường này này đó là người ta gọi là cái khu phố Hàn Quốc Thế cho nên là những cái giá trị của cái mảnh đất để mà ra đến những cái khu ăn chơi nhảy múa này thì rất là gần đúng không ạ? Như quý vị nhìn thấy thì đường xá nó có thuận tiện đúng không ạ? Rất là thuận tiện, ô tô vào đến tận nơi. Nhà có sẵn rồi, nếu mà chúng ta xây cái nhà đấy bây giờ thì nó cũng sẽ mất khoảng độ 100 cho đến 150 triệu đúng không ạ? Còn đâu đất của chúng ta thấy nó hơn 100, 120 m 125 mét vuông. Đất thổ cư thì vị trí là nó chỉ rơi vào có mấy triệu mét thôi. Đúng không? Đấy. Thế cho nên là cái giá trị như vậy thì quý vị cân nhắc xem là có lên đầu tư hay không. Nếu quý vị đầu tư thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi. Với số điện thoại là 096-0982-573-882 đây là cái khu phố mà tôi vừa nói chuyện với quý vị là khu phố Hàn Quốc à, người Hàn Quốc người ta làm công nhân Samsung hoặc là cán bộ ở trong Samsung người ta đều ra đây người ta ở rất là đông thì người ta được gọi là khu phố Hàn Quốc ở đây những cái nhà tầng này trước à, dân Hàn Quốc người ta thuê toàn 450 triệu một nhà trên một tháng thế cho nên là ở đây trước nó là là là, là công nhân hay là cán bộ của Hàn Quốc người ta ở đây rất là nhiều đây là cái cầu vượt của Samsung, chúng ta đi sang bên kia là sang đến nhà máy Samsung rồi và một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của chúng tôi à, quý vị nào có nhu cầu muốn xem hay là mua những mảnh đất như vậy thì hãy liên hệ, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi